Ban dân vận Trung ương kiến nghị nghiên cứu tiêm vaccine dịch vụ, nghĩa là có thu phí. Nói là để các doanh nghiệp có nhu cầu có thể tổ chức tiêm cho nhân viên, có phần bảo vệ sức khỏe người lao động mà không làm đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Một khảo sát về nguyện vọng tiêm vaccine của cơ quan kiểm soát dịch bệnh CDC Thượng Hải, Trung Quốc, không lâu sau khi đăng tải, dường như vì kết quả không phù hợp với dự định của CDC, nên nó đã đột ngột biến mất không còn dấu vết trên mạng xã hội. 5 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ từ tối ngày 12 tháng 8 sau trận mưa xối xả kéo dài làm 21 người thiệt mạng và gần 6.000 người phải sơ tán. Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ có hai quan điểm khác nhau về nguồn gốc của virus. Một bên cho rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, bên còn lại cho rằng do động vật vô tình lây nhiễm cho con người. Các nhà phân tích dự báo Pfizer, BioNTech và Moderna sẽ đạt doanh thu lần lượt là hơn 6,6 tỷ đô la và 7,6 tỷ đô la cho năm 2023, chủ yếu đến từ doanh số bán các liều vaccine để tiêm mũi tăng cường. Liên quan đến tình hình Trung Đông, Anh chỉ trích Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, cảnh báo sự trỗi dậy của Taliban sẽ giúp thúc đẩy các phần từ cực đoan đe dọa thế giới. Bên cạnh đó, sẽ có một số cập nhật đáng chú ý khác. Quý vị và các bạn đang theo dõi Bản tin Tổng hợp, sáng ngày 14 tháng 8 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu là phần tin trong nước. Ban dân vận Trung ương kiến nghị nghiên cứu tiêm vaccine dịch vụ. Thưa quý vị, Báo chí trong nước đưa tin, ngày 13 tháng 8, Ban dân vận Trung ương cho biết vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ nên một số vấn đề cần quan tâm liên quan đến công tác chống dịch COVID-19. Trong đó, ban này kiến nghị việc tiêm vaccine dịch vụ có nghĩa là có thu phí, cần sớm được nghiên cứu triển khai để các doanh nghiệp có nhu cầu có thể tổ chức tiêm cho nhân viên. Ban này cho biết, điều này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Ngoài ra, ban này cũng đề nghị Bộ Y tế xem xét trong trường hợp cụ thể có thể phong tỏa toàn bộ khu vực xuất hiện F0 và không di chuyển F0, F1 ra ngoài về khu tập trung. Nghiên cứu lại việc xét nghiệm toàn dân chỉ áp dụng khi có F0 và ưu tiên bệnh viện cho điều trị, dồn người cách ly ra khỏi bệnh viện trừ F0 nặng. Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành tiêm vaccine COVID-19 miễn phí. Hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn về việc tổ chức tiêm cho người có nhu cầu tiêm và tự chi trả phí mới đây thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế có chủ trương chính thức cho phép một đơn vị thực hiện hợp tác công tư tổ chức thu phí tiêm vaccine theo cơ chế mua 5 liều vaccine sẽ tặng xã hội một liều. Trước đó, trang tin Bộ Y tế đưa tin, vào ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động chiến dịch tiêm chủng cho 75 triệu người dân Việt Nam với 150 triệu liều vaccine trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022. Mục tiêu của chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho người dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng trên cả nước. Hiện chính phủ cũng đang kêu gọi người dân và doanh nghiệp đóng góp cho quỹ vaccine COVID-19. Vào ngày 10 tháng 7, số tiền quỹ thu được đã hơn 8.000 tỷ đồng. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác. Quận Hoàn Kiếm tiếp tục phong tỏa phường Trương Dương đến ngày 28 tháng 8 để xét nghiệm diện rộng cho người dân trong khu vực này. Trao đổi với báo chí vào tối 13 tháng 8, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm giải thích lý do kéo dài cách ly y tế phường Trương Dương vì hai ngày trước đã ghi nhận thêm một ca dương tính là một phụ nữ 37 tuổi thông qua xét nghiệm sàng lọc. VN Express dẫn lời ông Hoàn nói, sau khi xét nghiệm diện rộng xong và xin ý kiến chuyên môn của ngành y tế, chúng tôi sẽ xem xét thu hẹp khu vực phong tỏa. Trong thời gian cách ly y tế, hơn 23.000 người dân ở phường Trương Dương được yêu cầu không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh hoặc theo quy định hoặc những trường hợp đặc biệt khác được cho phép. Trước đó vào ngày 31 tháng 7, quận Hoàn Kiếm Hà Nội quyết định lập vùng cách ly y tế trên địa bàn phường Trương Dương với diện tích 1,03 km2 sau khi ghi nhận một nam dân quân 30 tuổi làm việc tại chốt phong tỏa mắc Covid-19. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, quận Hoàn Kiếm ghi nhận 93 ca nhiễm Covid-19. Toàn thành phố Hà Nội có 2.126 ca nhiễm, trong đó số ca mắc ngoài cộng đồng là 1.178 ca, đã được cách ly là 948 ca. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Khảo sát tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ em ở Trung Quốc đột ngột biến mất. Thưa quý vị, vào chiều ngày 11 tháng 8, một liên kết khảo sát về nguyện vọng tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ vị thành niên được cho là của cơ quan kiểm soát dịch bệnh CDC Thượng Hải, Trung Quốc, được công luận nước này hết sức chú ý. Tuy nhiên, không lâu sau khi đăng tải, cuộc khảo sát này đã đột ngột biến mất. Theo Vision Times, trong một thời gian, số lượng nhấp chuột vào liên kết cuộc khảo sát đã tăng vọt từ vài trăm đến hơn 10.000 và số lượng người bình chọn cũng tăng vọt. Về tỷ lệ biểu quyết có ủng hộ trẻ vị thành niên tiêm vaccine COVID-19 hay không? Số ủng hộ ban đầu có 1.559 phiếu và số không ủng hộ có 2.395 phiếu. Trong 2 giờ đồng hồ tiếp theo, số người ủng hộ đạt 2.039 phiếu và số người không ủng hộ đạt 6.907 phiếu. Trong khi có lẽ nhiều người đang suy nghĩ khả năng tạm hoãn tiêm vaccine COVID-19 đối với trẻ vị thành niên, thì cuộc bỏ phiếu trực tuyến liên quan này đã biến mất. Vấn đề cũng đã gây nhiều bàn tán. Không thấy kết quả bình chọn nữa, chỉnh đốn rồi đã thôi bỏ phiếu, muốn sử dụng đa số ủng hộ để khẳng định nhưng kết quả đã phản tác dụng. Có cư dân mạng cẩn thận đã chụp ảnh màn hình để lưu lại tình hình bỏ phiếu vài phút trước khi cuộc bỏ phiếu tiêm chủng ở Thượng Hải được rút lại. Hình ảnh cho thấy có 2.378 phiếu bầu ủng hộ việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên và tới 9.222 phiếu không ủng hộ việc tiêm chủng này. Nghĩa là trong khảo sát của CDC Thượng Hải, Ban đầu cho thấy đã có gần 10.000 người đã không tán thành việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên. Cho đến nay, dữ liệu liên quan đến bỏ phiếu trên đã bị xóa, hơn nữa còn xóa tất cả các liên kết đến cuộc khảo sát. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Nhiều thành phố ở Trung Quốc cảnh báo đỏ về mưa lũ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã, năm thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ từ tối ngày 12 tháng 8 sau trận mưa xối xả kéo dài làm 21 người thiệt mạng và gần 6.000 người phải sơ tán. Những người thiệt mạng được ghi nhận tại thị trấn Liêu Linh thuộc thành phố Tô Châu ở phía bắc của tỉnh Hồ Bắc. Hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị thiệt hại do lũ lụt và trong khi hệ thống điện, giao thông và thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm các thành phố Tô Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm, thành phố Nghi Thành cũng đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 400mm hôm 12 tháng 8. Theo dịch vụ tin tức chính thức CNS của Trung Quốc, có tới 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt quá mức cảnh báo lũ lụt vào tối 12 tháng 8. Theo China Daily, thời tiết cực đoan trên khắp tỉnh Hồ Bắc đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khiến hơn 3.600 ngôi nhà cùng với 8.110 hecta hoa màu bị hư hại, ước tính thiệt hại khoảng 108 triệu nhân dân tệ, tương đương với 16,67 triệu đô la Mỹ. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau với các khu vực dọc sông Dương Tử dễ bị lũ lụt. Các khu vực nguy cơ cao gồm các tỉnh miền Trung như Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam và An Huy, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu ở Tây Nam cũng như Chiết Giang ở phía Đông. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. CNN, cộng đồng tình báo vẫn có hai quan điểm về nguồn gốc COVID-19. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ trong vòng 90 ngày phải công bố kết quả cuộc điều tra nguồn gốc của COVID-19. Theo các nguồn tin, khi cuộc điều tra sắp kết thúc, các quan chức tình báo đã soạn một dự thảo báo cáo mật và đang được xem xét sơ bộ. Theo CNN, các nguồn thạo tin cho biết sau 3 tháng thu thập dữ liệu và nghiên cứu thông tin tình báo sơ bộ, trong cộng đồng tình báo vẫn có hai quan điểm khác nhau về nguồn gốc của virus Corona. Một bên cho rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, bên còn lại cho rằng do động vật vô tình lây nhiễm cho con người. Một nguồn tin giải thích rằng bản báo cáo hiện tại không có gì đáng ngạc nhiên. Tháng 5 năm nay, ông Biden đã nói với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ phải tăng gấp bội nỗ lực của họ nhằm điều tra nguồn gốc của COVID-19, gồm cả khả năng chúng có bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không. Ông Biden đã đặt ra thời hạn 90 ngày cho cuộc điều tra này, tức là nó sẽ kết thúc vào cuối tháng 8. Sau hơn 3 tháng làm việc căng thẳng, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ không đủ tự tin để đưa ra một tuyên bố chính xác. Điều này cho thấy việc truy tìm nguồn gốc của virus khó khăn đến mức nào. Người phát ngôn của văn phòng giám đốc tình báo quốc gia ODNI cho biết trong một tuyên bố với CNN rằng, "Chúng tôi sẽ không đánh giá nội dung của bản báo cáo trong khi cuộc điều tra kéo dài 90 ngày vẫn đang diễn ra." Trong phần còn lại của quá trình điều tra, dự thảo báo cáo có thể sẽ được sửa đổi rất lớn. Ông Biden cũng hướng dẫn cộng đồng tình báo giải mật báo cáo càng nhiều càng tốt để chính phủ có thể chia sẻ điều gì đó với công chúng. Hiện tại, quá trình giải mã đang diễn ra cùng lúc với quá trình đánh giá sơ bộ. Tuần trước, CNN đưa tin các cơ quan tình báo đã thu thập được một lượng lớn dữ liệu gen di truyền trích xuất từ các mẫu virus của Viện Virus học Vũ Hán Trung Quốc. Một số quan chức tin rằng đây có thể là nguồn gốc dẫn đến sự bùng phát của đại dịch toàn cầu. Hiện không rõ các quan chức đã hoàn thành việc phân tích các dữ liệu này hay chưa. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn từ chối chia sẻ thông tin về giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch bệnh. Sự thiếu minh bạch của họ đã gây trở ngại rất lớn cho các cuộc điều tra chung. Ba nguồn tin nói rằng bản báo cáo này được viết mà không có sự tham gia của người Trung Quốc nào. Hiện báo cáo đang được cộng đồng tình báo và các chuyên gia bên ngoài xem xét để lấy phản hồi trước khi được hoàn thiện vào cuối tháng này. Tiếp tục liên quan đến tình hình dịch bệnh, Pfizer, Moderna kiếm hàng tỷ đô la từ mũi tiêm tăng cường. Thưa quý vị, các hãng dược sản xuất hai loại vaccine COVID-19 Pfizer và Moderna dự kiến thu về hàng tỷ đô la Mỹ từ các mũi tiêm thứ ba. Theo các nhà phân tích và đầu tư lĩnh vực sức khỏe, hãng dược Pfizer cùng với đối tác Đức BioNTech và Moderna đã cùng nhau chốt hơn 60 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ các mũi tiêm vaccine chỉ trong 2 năm 2021 và 2022. Các thỏa thuận với những hãng dược này bao gồm cung cấp đủ lượng vaccine cho hai liều ban đầu và hàng tỷ đô la từ lượng vaccine dùng cho các mũi tăng cường tại các nước giàu. Các nhà phân tích dự báo Pfizer, BioNTech và Moderna sẽ đạt doanh thu lần lượt là hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ và 7,6 tỷ đô la vào năm 2023, chủ yếu đến từ doanh số bán các liều vaccine để tiêm mũi tăng cường. Moderna đầu tháng này cho biết, vaccine COVID-19 của họ đạt hiệu quả 93% từ 4 đến 6 tháng sau mũi thứ hai. Đối thủ của Moderna là Pfizer-BioNTech cho biết, hiệu quả vaccine của họ giảm khoảng 6% sau mỗi 2 tháng, xuống còn khoảng 84% trong 4 đến 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu về vấn đề này nhằm xác định liệu hiệu quả của vaccine COVID-19 có bị ảnh hưởng do độ tuổi hay tình trạng sức khỏe của người được tiêm vaccine hay không cả vaccine Moderna và Pfizer-BioNTech đều dựa trên công nghệ RNA thông tin mRNA. Tiêm mũi vaccine tăng cường vẫn là vấn đề gây tranh cãi rất nhiều vì chưa rõ bao nhiêu người cần tiêm và tần suất ra sao. Một số nhà khoa học cũng đặt câu hỏi liệu có đủ bằng chứng cho thấy các mũi tiêm tăng cường là cần thiết, đặc biệt đối với người trẻ và khỏe mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong khi đó khuyến cáo các nước chưa nên vội tiêm vaccine tăng cường để bảo đảm nguồn cung vaccine cho những quốc gia nghèo hơn thêm biến chủng đáng ngại của virus corona xuất hiện ở châu Mỹ. Thưa quý vị, giữa lúc biến chủng Delta hoành hành cả thế giới, chủng B1621 của virus corona mới xuất hiện ở Colombia và lan tới Florida, Hoa Kỳ đã dấy lên lo ngại về tình hình dịch bệnh sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Biến chủng B1621 của virus corona mới lần đầu tiên được tìm thấy tại Colombia và đã xuất hiện tại Mỹ những tuần gần đây. Tại châu Âu, số ca nhiễm biến chủng này vẫn còn thấp, Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nó. Theo Washington Post, biến chủng B.1621 chỉ đứng sau chủng Delta đang thống trị nước Mỹ và chủng Gamma. Đến nay, B.1621 vẫn chưa được đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp như các biến chủng khác. Hôm 16 tháng 8, 7 người cao tuổi ở một viện dưỡng lão tại Bỉ đã tử vong sau khi nhiễm biến chủng B.1621, dù những người này đã được tiêm vaccine đầy đủ. Theo Reuters, 7 bệnh nhân nói trên đều trong độ tuổi từ 80 đến 90, một số người có thể trạng không tốt. Theo ông Mark Van Rens, nhà virus học của Đại học Leuven, ông đã phân tích virus được tìm thấy trong các bệnh nhân này. Ông Carlos Migoya, giám đốc điều hành của chuỗi trung tâm y tế Jackson, nói biến chủng B1621 gây ra 10% số ca nhiễm tại Miami, Hoa Kỳ. Mới đây, Vương quốc Anh ghi nhận ít nhất 16 ca nhiễm do biến chủng B1621 gây ra. Hồi tuần qua, Bộ Y tế Anh nói hiện chưa có chứng cứ cho thấy biến chủng b 1 có thể gây ra bệnh nặng hơn hay kháng lại các loại vaccine đang được sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ tiếp tục phân tích các số liệu về biến chủng b 1 để tìm hiểu tác động của đột biến mới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cũng đã đưa biến chủng này vào danh sách theo dõi, cho rằng nó sẽ có tác động lớn đến đại dịch toàn cầu. Dẫu vậy, Cơ quan này cũng chỉ ra rằng các dữ liệu cho đến hiện tại vẫn còn sơ khai và còn rất nhiều điều cần được làm rõ. Tính đến ngày 6 tháng 8, tại Bỉ, theo Reuters, số ca nhiễm do biến chủng B1621 gây ra là 1%. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hiện đang theo dõi hơn 10 biến chủng khác đã xuất hiện ở Nam Florida, bao gồm B1621. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác ba nhà xuất bản Úc cáo buộc Facebook sử dụng nội dung thiếu công bằng. Thưa quý vị, ba nhà xuất bản nội dung của Úc cho biết Facebook đã sử dụng các bài báo của họ trên dịch vụ Facebook News thiếu công bằng. Hồi đầu năm, chính phủ Úc đã thông qua một đạo luật gây áp lực buộc Facebook và Google phải ký thỏa thuận với một số công ty tin tức lớn nhất của đất nước này. Tranh chấp mới đây nêu bật những bất cập vẫn còn tồn tại sau khi luật này được ban hành. Trong khi hầu hết các công ty truyền thông chính của Úc đã ký hợp đồng, một số công ty nhỏ hơn cho biết, luật đã không cản trở Facebook sử dụng nội dung của họ để quảng cáo và kiếm tiền. Proshees Media, Urban List và Concrete Playground nói rằng, sau khi luật được thông qua vào tháng 2, họ đã tiếp cận gã khổng lồ truyền thông xã hội về việc ký hợp đồng khai thác nội dung. Facebook đã từ chối họ cho rằng nội dung của họ không phù hợp với nền tảng Facebook News và khuyến nghị họ nộp đơn xin các khoản tài trợ mà công ty này cung cấp từ quỹ 15 triệu đô la Úc cho các tòa soạn báo kỹ thuật số và địa phương của Úc. Ông Nick Shelton, người sáng lập Proxis Media cho biết, họ nói với tôi rằng chúng tôi sẽ không được đưa vào tab tin tức và chúng tôi chỉ trả tiền cho những tin ở đó. Ông nói nhưng bất ngờ là khi chúng tôi thức dậy vào một buổi sáng tuần trước và tất cả nội dung của chúng tôi đều xuất hiện trên mục tin tức của Facebook. Facebook News đã phát hành trực tuyến tại Úc vào ngày 4 tháng 8. Facebook từ chối bình luận trực tiếp về ba công ty, nhưng cho biết họ tạo ra giá trị cho các nhà xuất bản bằng cách đưa người xem đến trang web của họ. Theo luật, Facebook và Google phải thương lượng việc trả tiền cho các hãng thông tấn hoặc một trọng tài do chính phủ chỉ định sẽ làm việc đó thay họ. Nhưng nhà xuất bản trước tiên phải chứng minh mục đích chính của mình là sản xuất tin tức và khẳng định họ bị đối xử bất công. Ba nhà xuất bản cho biết, họ muốn Facebook đến bàn bạc để nói chuyện, nhưng nếu công ty này từ chối, họ có thể nhờ chính phủ can thiệp. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga ca ngợi hợp tác với Trung Quốc trong cuộc tập trận chung. Thưa quý vị, sau khi bay đến Trung Quốc để tham dự cuộc diễn tập chung với hơn 10.000 binh sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 13 tháng 8 đã lên tiếng ca ngợi hợp tác quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh và gợi ý rằng việc này còn có thể phát triển xa hơn nữa. Theo Reuters, cuộc tập trận Shibu Hợp tác 2021 ở khu vực Ninh Hạ của Trung Quốc vào ngày 13 tháng 8 được các quốc gia khác theo dõi sát sao những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc và Nga đang mở rộng quan hệ quân sự khi cả hai đang đối đầu với phương Tây. Ông Shoigu nói trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga: "Chúng tôi đã đạt được mức độ tương tác cao giữa các lực lượng vũ trang trên bộ, trên không và trên biển." Ông này khẳng định, sự gia tăng hợp tác này là một xu hướng quan trọng hướng tới hoạt động xa hơn. Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chung từ năm 2005, nhưng ông Shoigu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, lưu ý rằng đây là lần đầu tiên quân đội Nga tham gia một sự kiện kiểu này ở Trung Quốc the commission của Nga trong tuần này cho biết, cuộc tập trận cũng đánh dấu lần đầu tiên binh lính Nga sử dụng vũ khí của Trung Quốc. Tuần này, Nga đã hoàn thành các cuộc tập trận chung tại Tajikistan với các lực lượng Uzbekistan và Tajikistan gần biên giới với Afghanistan, nơi Taliban đang giành ưu thế trong lúc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, gây ra vấn đề an ninh toàn cầu. Moscow đã xoay trục sang Trung Quốc vào năm 2014, khi mối quan hệ chính trị của nước này với phương Tây chìm xuống mức thấp nhất sau chiến tranh lạnh do việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước Nga. Liên quan đến căng thẳng Trung Đông Anh chỉ trích Mỹ rút quân khỏi Afghanistan Thưa quý vị, Vương quốc Anh đã chỉ trích Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, cảnh báo sự trỗi dậy của Taliban sẽ giúp thúc đẩy các phần tử cực đoan đe dọa thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Ben Wallace, hôm 12 tháng 8 đã nói với Sky News rằng việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan đã để lại một vấn đề rất lớn khiến Taliban có thêm động lực. Ông Wallace cho biết thêm, khoảng 600 minh sĩ sẽ giúp sơ tán công dân Anh khỏi Afghanistan khi Taliban giành quyền kiểm soát nhiều hơn. Nói về thỏa thuận Doha giữa Mỹ và Taliban, Bộ trưởng Wallace nói Tôi cảm thấy sai lầm khi làm theo cách đó, cảm thấy rằng tất cả chúng ta với tư cách là cộng đồng quốc tế có thể phải gánh chịu hậu quả từ điều này. Theo hãng tin AFP, Taliban đã chứa chấp Al-Qaeda, những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến phương Tây can dự vào Afghanistan trong 20 năm qua. Về điều này, ông Wallace nhận định Al-Qaeda đã có thể quay trở lại. Ông cũng cảnh báo điều này sẽ dẫn đến mối đe dọa an ninh và lợi ích. Một số quan chức Anh cũng chỉ trích quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Cựu bộ trưởng Phát triển Quốc tế Roy Stewart gọi việc rút quân là sự phản bội hoàn toàn của Mỹ và Anh có nguy cơ gây ra nội chiến ở Afghanistan. Johnny Mercer, một nghị sĩ Đảng Bảo thủ từng phục vụ tại Afghanistan, gọi việc rút quân là một sự thất bại, mô tả việc thiếu ý chí chính trị là đáng xấu hổ, đáng buồn, nhục nhã cho quân đội Anh và trên hết là một thảm kịch cho người dân Afghanistan. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý. Nhiều nước tẩy chay hội nghị chống phân biệt chủng tộc của Liên hợp quốc. Thưa quý vị, Pháp vừa trở thành quốc gia mới nhất sau Australia, Canada, Anh và Mỹ tuyên bố sẽ tẩy chay hội nghị thế giới chống phân biệt chủng tộc do Liên hợp quốc tổ chức vào tháng 9 tới. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13 tháng 8 ra thông cáo cho biết, Lo ngại trước lịch sử các phát biểu bài do Thái được đưa ra tại Hội nghị chống phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc, còn được gọi là Hội nghị Đô Bần. Tổng thống quyết định Pháp sẽ không tham dự hội nghị sắp diễn ra trong năm nay. Trước Pháp, cả Australia, Canada, Anh và Mỹ đều thông báo sẽ tẩy chay sự kiện nói trên. Lý do của Anh cũng tương tự của Pháp trong khi Canada và Mỹ giải thích rằng họ không thể dung thứ việc hội nghị đồ thể hiện quan điểm chống Israel. Thủ tướng Australia Scott Morrison cáo buộc Liên Hợp Quốc thậm chí đã thúc đẩy luận điệu tranh chấp và phiến diện nhằm loại trừ Israel, đồng thời khẳng định Canberra sẽ không dính líu đến một hội nghị như vậy. Hội nghị Thế giới chống phân biệt chủng tộc WCAR bắt đầu được tổ chức tại Durban, Nam Phi vào năm 2001. Cho đến nay, hội nghị đã thông qua tuyên bố Durban và chương trình hành động yêu cầu các quốc gia cam kết giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, kỳ thị sắc tộc, bài ngoại và không khoan dung ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 14 tháng 8 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!